Thân mến chào tất cả các em học sinh. Ở những chuyên đề trước chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm địa hình, đặc điểm về thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, đặc điểm về biển đông. Những yếu tố đó có ảnh hưởng rất là quan trọng đối với sự phân hóa thiên nhiên của nước ta. Ở trong chuyên đề này thầy sẽ giới thiệu với các em đó là đặc điểm về thiên nhiên phân hóa đa dạng và thứ hai đó là vấn đề về tài nguyên môi trường thiên tai. Ở chuyên đề số 2 này chúng ta bao gồm bài 11, 12, 14 và 15 ở trong sách giáo khoa và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết đầu tiên đó là phần thiên nhiên phân hóa đa dạng chúng ta tìm hiểu về thiên nhiên văn hóa theo chiều bắc nam theo độ cao theo đông tây và các miền địa lý tự nhiên ở trong phần này chúng ta lưu ý là đây là nội dung khá là dài và khó cho nên chúng ta phải sử dụng atlas địa lý Việt Nam và cố gắng chúng ta đọc đối chiếu các nội dung chúng ta có thể mô hình sơ đồ hóa để nhớ bài lâu hơn chúng ta cũng có thể lập các bảng so sánh giúp fighting, fighting. bạn tự tin Hey oh. đó là thiên nhiên phân hóa Bắc Nam. Vậy thì thiên nhiên văn hóa Bắc Nam chịu ảnh hưởng của những cái nguyên nhân nào? Đó là về cái lãnh thổ kéo dài khoảng 15 độ về tuyến. Thứ hai đó là ảnh hưởng của gió mùa và thứ ba đó là ảnh hưởng của địa hình bao gồm các địa hình đồi núi và hướng của các dãy núi. Cho nên chúng ta sẽ có thiên nhiên phân hóa Bắc Nam và thầy sẽ có một cái bảng thông tin để chúng ta phân biệt về thiên nhiên ở phía Bắc và phía Nam có những cái nét khác nhau như thế nào. Về giới hạn thì thiên nhiên lãnh thổ phía Bắc là từ Bạch Mã trở ra Bắc. Đặc điểm về khí hậu là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. Nhiệt độ trung bình năm là trên 20 độ C. Mùa đông thì có 2 đến 3 tháng có nhiệt độ trung bình dưới 18 độ C. Ở khu vực miền Bắc này thì biên độ nhiệt năm lớn và có hai mùa nổi bật đó là mùa đông và mùa hà. Còn ở thiên nhiên ở lãnh thổ phía Nam thì là từ Giải Bạch Mã trở vào thì khí hậu thì mang tính chất cần xích đảo gió mùa. Nhiệt độ trung bình năm là trên 25 độ C. Không có tháng nào có nhiệt độ dưới 20 độ C. Ở lãnh thổ phía Nam thì biên độ nhiệt năm nhỏ. Có hai mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô. Như vậy chúng ta có cái phân biệt đầu tiên đó là về giới hạn. Và thứ hai đó là cái khí hậu. Chúng ta cùng đến với cái thông tin về cảnh quan và sinh vật. Thì ở lãnh thổ phía Bắc thì đặc trưng là rừng nhiệt đới gió mùa mùa đông có nhiều loài cây rụng lá mùa hà thì cây xanh tươi tốt à, các thành phần loài nhiệt đới thì chiếm ưu thế ngoài ra thì cũng có một số loài á nhiệt đới và ôn đới à, các loài thú ở đây thì lông dày à, như là gấu trồn à, một số vùng đồng bằng thì có thể trồng được rau ôn đới còn lãnh thổ phía nam thì chúng ta lưu ý là đặc trưng ở đây là rừng cần xích đảo mùa khô thì nhiều cây rừng lá mà điển hình đó chính là cái rừng khộp ở tây nguyên Thành phần chủ yếu ở đây đó là của vùng xích đào và nhiệt đới. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn như là voi, hổ. Ở vùng đầm lầy thì có nhiều tranh rắn và cá sấu. Chúng ta cùng đến với thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông Tây. Chúng ta sẽ xét lát cắt phân hóa theo chiều Đông Tây theo vị tuyến 20 độ Bắc. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái nguyên nhân để tạo nên sự phân hóa này đó là do vị trí xa hay gần biển. Thứ hai đó là tác động của biển. Và thứ ba đó là ảnh hưởng của địa hình bao gồm địa hình đồi núi và đặc điểm của các hướng núi. Cho nên nó đã tạo ra ba khu vực. Ở phía Tây là vùng đồi núi, ở giữa đó là vùng đồng bằng ven biển và ở phía Đông đó là vùng biển và thềm lục địa. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung chi tiết. Ở vùng biển và thềm lục địa thì chúng ta lưu ý là vùng biển của Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km vuông. Đồ nông sâu rồng hẹp của thềm lục địa thì có mối quan hệ chặt chẽ đối với cái vùng đồng bằng hay vùng đồi núi kề bên. Thiên nhiên vùng biển nước ta thì đa dạng và giàu có và đặc trưng của vùng biển nhiệt đới gió mùa. Ở trong phần này thì cái thiên nhiên của vùng đồng bằng thay đổi tùy nơi, à, có cái quan hệ chặt chẽ với vùng đồi núi và vùng ven biển. Ở đây chúng ta sẽ xét ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và ven biển miền Trung. Các em cùng quan sát trên à, atlas địa lý thì chúng ta thấy được rằng là thêm lục địa của vùng à, đồng bằng Bắc Bộ thì là nông và rồng thì do ảnh hưởng của dạng địa hình kề bên đó chính là dạng địa hình đồng bằng cho nên lường phù sa bồi đắp lớn ở khu vực miền trung thì chúng ta thấy được các dãy núi ăn sát ra biển và đồng bằng ở đây nhỏ hẹp lường phù sa bồi đắp ra ít cho nên thềm lục địa ở đây đó là sâu và hẹp còn ở nam bộ thì chúng ta cũng À, chiều ảnh hưởng của địa hình kế bên đó là cái vùng đồng bằng rộng lớn cho nên nên lường phù sa bồi đắp rất lớn và đặc điểm của thềm lục địa ở khu vực này đó chính là nông và rồng thì đó là những cái đặc điểm của thiên nhiên của các vùng đồng bằng ven biển của phía bắc phía nam và miền trung chúng ta cùng đến với phần cụ thể của các vùng đồng bằng đồng bằng châu thổ bắc bộ và nam bộ thì mở rộng với các cái bài triều thấp phẳng thềm lục địa nông và rồng thiên nhiên ở đây trù phú và thay đổi theo mùa. Hình ảnh các em cùng đang xem đó là đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 40.000 km vuông, đồng bằng rồng lớn thẳng cánh cò bay. Còn đồng bằng sông Hồng với diện tích khoảng 15.000 km vuông, ở đây có các dòng sông uốn lườn, các đồng bằng bị chia thành các ô nhỏ và xen là các khu vực dân cư. Ở khu vực đồng bằng miền Trung thì nhỏ hẹp ở đồng bằng ven biển của Bình Đình thì chúng ta thấy được cái khung cảnh đó là lưng tựa núi à mặt nhìn ra biển ở giữa là các vùng đồng bằng nhỏ hẹp. Ở đồng bằng miền Trung thì nổi bật hơn nữa đó chính là các cái khu vực này bị chia cắt bờ biển thì khúc khỉu, thềm lục địa thì hẹp. Ở đây các hình ảnh chúng ta thấy được rằng là dưới tác động của mài mòn sóng biển cho nên các vùng này là trơ sỏi đá. Đó là cái đặc điểm của bờ biển khúc khỉu. Chúng ta cùng đến với cái thiên nhiên khắc nghiệt Đất đai nghèo nàn ở vùng Bình Thuần đó là các cái vùng cồn cát rồng lớn. Còn một số khu vực vùng biển thì có cái tiềm năng về phát triển du lịch biển đó là các cái vùng vịnh của biển Nha Trang. Còn ở vùng đồi núi thì sự phân hóa theo chiều Đông Tây ở các vùng đồi núi rất phức tạp chủ yếu là do tác động của gió mùa và ảnh hưởng của các dãy núi. Ở trong phần này chúng ta có thể thấy được rằng là à, tác động của khí hậu và địa hình làm cho khu vực sườn Đông và sườn Tây của các dãy núi có sự khác nhau và chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết Ở trong phần này thì vùng núi Đông Bắc thì chúng ta có cảnh quan thiên nhiên là cần nhiệt đới gió mùa à, Chúng ta có vùng núi Mẫu Sơn hay vùng núi Tam Đảo có độ cao trên 1.000m cho nên thiên nhiên ở đây mang tính chất cần nhiệt đới gió mùa Thứ hai đó là vùng núi Tây Bắc thì có cảnh quan giống với ôn đới Vùng núi thấp phía Nam của Tây Bắc thì có cảnh quan nhiệt đới ẩm gió mùa thì hình ảnh các em đang xem đó là cái vùng núi Hoàng Liên Sơn và Phù Luông, thì đây là địa hình đồi núi cao, cho nên cái cảnh quan ở đây là cảnh quan vùng núi ôn đới. Sự phân hóa theo chiều đông tây ở đồi núi chủ yếu do tác động của gió mùa và hướng núi được thể hiện rõ rệt ở cái vùng Trường Sơn Nam, thì chúng ta để thấy được sự khác biệt giữa Tây Nguyên và các vùng Nam Trung Bộ, thì cụ thể đó chính là vào mùa đông, thì Đông Trường Sơn gión đón gió mùa mùa đông cho nên là dưới tác động của địa hình thì tạo mây cho mưa ở sườn phía đông còn khi sang sườn phía tây ở khu vực tây nguyên thì khô và không mưa như vậy chúng ta thấy được có sự khác biệt về hai sườn vào mùa đông ngược lại vào mùa hà thì ở tây nguyên là sườn đón gió cho nên tạo mây và cho mưa khu vực tây nguyên rất là lớn còn khi đi qua đông trường sơn thì tạo hiệu ứng phơn chúng ta gọi là gió lào thì đặc điểm của À, gió tây khô nóng hoặc là gió Lào đó là à, khô và ít mưa, đó chính là cảnh quan đặc điểm khí hậu của đông Trường Sơn. Như vậy giữa đông Trường Sơn và Tây Nguyên có sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô là do ảnh hưởng rất là cơ bản của đặc điểm của gió mùa và đặc điểm của hướng núi. Chúng ta cũng thấy được cái cảnh quan có sự khác biệt, đó là cảnh quan của Tây Nguyên khi là đang là mùa khô là các cái rừng khộp thì cảnh quan của đông Trường Sơn là xanh tươi tốt. Còn khi Tây Nguyên là mùa mưa, xanh tươi tốt thì cảnh quan của Đông Trường Sơn là khô hạn. Chúng ta cùng đến với sự phân hóa theo độ cao. Sự phân hóa theo độ cao thì chúng ta quan sát về tập bản đồ hoặc là lát địa lý thì chúng ta thấy được là ảnh hưởng của địa hình và đặc biệt đó là quy luật của đai cao thì ở nước ta có sự phân hóa theo độ cao thành 3 khu vực. Thứ nhất đó là khu vực nhiệt đới gió mùa. Thứ hai đó là cần nhiệt đới gió mùa trên núi. Và thứ ba đó là ôn đới gió mùa trên núi. Về đai nhiệt đới gió mùa trên núi thì độ cao ở miền Bắc khoảng 600 tới 700 m, còn ở miền Nam thì khoảng 900 tới 1000 m. Ở nơi đây thì đặc điểm khí hậu là nhiệt đới, mùa hạ thì nóng với nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C. Độ ẩm thì nó thay đổi tùy nơi. Các em cùng quan sát về trang nhiệt độ trên Atlas Địa lý Việt Nam thì cái nền nhiệt chủ yếu là trên 24 độ C. Như vậy ở trong phần này thì đặc điểm về nền nhiệt ở khí hậu này ở khu vực này đó là khí hậu về nhiệt đới có nhiệt độ cao trung bình khoảng trên 25 độ C. Thứ hai đó là về các cái nhóm đất chính thì ở đây có nhóm đất phù sa thì chiếm khoảng 24% về diện tích nổi bật đó là đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mằn và đất cát. Nhóm đất phe thì là đất quan trọng ở vùng núi chiếm khoảng 60% diện tích đó là các đất phe đỏ vàng đất vealit nâu đỏ phát triển trên đá mẹ ba gian hoặc là đá vôi. Chúng ta cùng đến với về sinh vật thì sinh vật ở đây thì hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rồng thường xanh. Phần lớn là các loài cây nhiệt đới xanh quanh năm, cấu trúc thì nhiều tầng tán và nổi bật ở đây là 3 tầng. Và sinh vật ở đây thì rất là phong phú và đa dạng. Còn hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa như là rừng thường xanh, rừng rùng lá, rừng thưa nhiệt đới khô. Và hệ sinh thái ở đây thì khá là đặc biệt À, có các hệ tinh thái trên rừng ngập mặn hay là hệ tinh thái trên rừng tràm. Về đai cần nhiệt đới gió mùa trên núi thì chúng ta sẽ có độ cao ở miền Bắc là khoảng 600-700 cho tới 2.600 m Còn ở miền Nam thì từ 900-1.000 đến 2.600 m Khi ở đây thì mát mẻ không có tháng nào nhiệt độ trên 25 độ C. Và ở đây thì có đặc điểm là mưa nhiều và độ ẩm tăng thì do ảnh hưởng của địa hình. Về đất và sinh vật thì từ 600, 700 đến 1.700 là cái đất phe lít có mùn và các hệ sinh thái rừng cần nhiệt đới như là rừng lá rồng hay là các cái rừng lá kim. Còn độ cao trên 1 600 m là chủ yếu là đất mùn, rừng ở đây thì kém phát triển và chủ yếu sinh vật ở đây là rêu và địa y. Về đai ôn đới gió mùa trên núi thì ở đây thì độ cao trên 2.600 m và nổi bật ở nước ta đó là vùng Hoàng Liên Sơn. Đặc điểm về khí hậu là khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình năm dưới 15 độ C và mùa đông thì nhiều khi xuống dưới 5 độ C. Đất ở đây chủ yếu là đất mùn thô và sinh vật ở đây thì chủ yếu là đổ quyên, lảnh sam và thiết sam. À, chúng ta cùng đến với nội dung thứ tư đó là các miền địa lý tự nhiên. Do ảnh hưởng của các yếu tố như là địa hình, như là gió mùa và sự phân hóa của các vùng lãnh thổ trên đất nước ta thì thể hiện theo ba cái miền địa lý tự nhiên đó là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thì thông qua cái hình ở trong Atlas Địa lý Việt Nam thì các em thể thấy được ranh giới giữa các vùng. Thì chúng ta có thể thấy được cái ranh giới các cái đường nét đứt màu đỏ để chia thành ba cái miền tự nhiên. Chúng ta có miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ và ranh giới dài bạch mã trở vào Nam đó chính là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Về miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ thì giới hạn đó là nằm ở tả ngàn sông Hồng theo dòng sông chảy đi ra biển thì chúng ta thể thấy được rằng là nó sẽ nằm bên tay trái của dòng sông Hồng. Địa hình ở đây thì đồi núi thấp là chiếm ưu thế, có các hướng vòng cung là chủ yếu. Trong phần này chúng ta có các cánh cung lớn ví dụ như là sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Có các thung lùng sông lớn và các đồng bằng rồng lớn đó là đồng bằng sông hồng bờ biển ở đây thì thấp phẳng và nhiều vịnh đảo và quần đảo ở đây thì thêm lục địa nông và rồng về khí hậu thì khí hậu đặc trưng ở đây là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh như vậy là thông qua cái trang khí hậu chúng ta có thể thấy được rằng là vùng này chịu tác động của gió mùa cho nên chúng ta sẽ có là ảnh hưởng của gió mùa đông lạnh về quảnh cảnh quan thì đặc trưng ở đây là rừng nhiệt đới gió mùa Mùa đông thì có nhiều loài cây rụng lá, mùa hà thì cây xanh tươi tốt. Có một số loài ôn đới và cần nhiệt, thành phần loài chủ yếu vẫn là thành phần nhiệt đới. Ở các cái đồng bằng thì chúng ta có thể phát triển được trồng rau ôn đới. Về khoáng sản thì ở vùng này có giàu có về khoáng sản, đó là về than, sắt, đá vôi, thiếc, chì kèm, vân vân. Như vậy là thông qua cái trang địa chất về khoáng sản thì các em sẽ đọc được các loài khoáng sản chủ yếu của cái miền tự nhiên này. Thứ hai đó là miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thì giới hạn đó chính là hữu ngàn sông Hồng cho tới dãy Bạch Mã. Địa hình ở đây thì rất là đa dạng, núi cao ở khu vực Tây Bắc, các dãy núi xen kẽ với các cái thung lũng sông hướng Tây Bắc Đông Nam. Các cái dải đồng bằng ở đây thì thu hẹp và đồng bằng ven biển. Ven biển thì có nhiều cồn cát, đầm phá, bãi tắm đẹp. Về đặc điểm khí hậu thì mùa đông ít lành hơn, À, nhưng Tây Bắc thì vẫn lành do ảnh hưởng của độ cao. Ở Bắc Trung Bộ thì nổi bật là có chiều tác động của gió Lào vào đầu mùa hà và cái hiện tượng bão vào giữa và cuối mùa hà. Thì thông qua cái trang khí hậu chung thì các em cũng có thể thấy được rằng là khu vực Bắc Trung Bộ là khu vực chiều tác động mạnh nhất của bão ở nước ta vào dịp khoảng tháng 9. À, như vậy là miền địa lý tự nhiên này vào mùa hà thì chiều tác động của gió lào khô nóng và đặc biệt đó chính là bão về cảnh quan thì ở đây thì cảnh quan thay đổi theo độ cao và do địa hình đồi núi cao cho nên ở đây có đủ ba đai cao còn khoáng sản thì chúng ta sử dụng cái à, trang atlas về khoáng sản thì chúng ta có thể kể ra ví dụ như là sắt, chrome, titan, thiếc, apatit, các vật liệu xây dựng vân vân chúng ta cùng đến với miền nam trung bộ và nam bộ thì giới hạn là từ giải bạch mã trở vào nam ở đây địa hình thì cấu trúc địa hình khá là phức tạp, có nhiều cái khối núi cổ và các cao nguyên xếp tầng đồ sổ. Có cái đồng bằng rồng lớn là đồng bằng Nam Bộ và một số cái đồng bằng ven biển của Nam Trung Bộ. Về khí hậu thì khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng mà có thể hiện tính chất cần xích đào hai mùa mưa khô rõ rệt. À, ở đây thì địa hình, khí hậu, sông ngòi giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên thì có sự tương phản rõ nét. Ở trong phần này thì khi chúng ta phân tích về thiên nhiên văn hóa theo chiều Đông Tây thì giữa Tây Nguyên và à, Đông Trường Sơn thì có sự khác biệt nhau về khí hậu và cùng do sự khác biệt nhau về khí hậu cho nên chúng ta thấy được về đặc điểm sông ngòi cũng có sự khác nhau. Về cảnh quan và sinh vật thì ở đây là cảnh quan thiên nhiên đặc trưng là rừng cần xích đảo gió mùa. Mùa khô thì có nhiều loài cây rùng lá hình thành cái rừng thưa nhiệt đới ở Tây Nguyên mà ta gọi là rừng khộp. Thành phần loài chủ yếu ở đây đó là thành phần về xích đào và nhiệt đới. Ở đây thì có các loài thú lớn như là voi, hổ, báo, bò rừng. Vùng đầm lầy thì có nhiều trăn, rắn và cá sấu. À, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm thiên nhiên, phân hóa à, theo độ cao, theo Bắc Nam và thành các miền địa lý. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một số các bài tập rèn luyện. Đầu tiên, đó là càng về phía nam thì biên độ nhiệt của nước ta thay đổi như thế nào? Ở trong câu này thì chúng ta lưu ý là biên độ nhiệt là giảm từ bắc vào nam. Câu thứ hai, đặc trưng khí hậu của phần lãnh thổ phía bắc. Như vậy là phần lãnh thổ phía bắc là chịu tác động của gió mùa đông lạnh, cho nên chúng ta phải có đặc điểm là khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa có mùa đông lạnh. Câu số 3 căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 13 14 hãy cho biết thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? Như vậy chúng ta sử dụng trang 13 14 chúng ta có thể xác định được ngay đó là ở cao nguyên Lâm Viên. Đáp án B. Câu số 4, à, đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu lãnh thổ phía Nam? Như vậy là lãnh thổ phía Nam thì không có à, mùa đông lạnh và cũng mùa đông không có mưa phùn, cho nên chúng ta có thể xác định được ngay đó là đáp án B. Câu số 5 Đặc điểm khí hậu của đai cần nhiệt đới gió mùa trên núi. Như vậy, đặc điểm cần nhiệt đới gió mùa trên núi thì khí hậu là mát mẻ và mưa nhiều, độ ẩm tăng lên do ảnh hưởng của độ cao. Câu số 6. Nhóm đất có diện tích lớn nhất trong đai nhiệt đới gió mùa thì nhóm đất Phealit là nhóm đất chủ đạo của cái đai nhiệt đới ẩm gió mùa. Tại vì ở với độ cao từ 600 tới 700 m ở phía bắc và ở phía nam là từ 900 tới 1000 m thì ở đây cái dạng địa hình của nước ta là địa hình đồi núi thấp là chủ yếu và trên cái địa hình đồi núi thấp như vậy thì đất phe lít phát triển rất là mạnh chúng ta chọn đáp án A để có được thành công như hôm nay tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng đa lĩnh vực SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã không. À, chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo là tìm hiểu về tài nguyên môi trường và thiên tai. Ở trong phần này lưu ý là chúng ta cố gắng đọc Atlas địa lý Việt Nam thật nhiều. Chúng ta có thể mô hình sơ đồ hóa và lập các bảng so sánh về các cái hiện tượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề sử dụng bảo vệ tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất và các tài nguyên khác. Vấn đề về bảo vệ môi trường, một số cái thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng tránh và cuối cùng đó là chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về bảo vệ và sử dụng tài nguyên sinh vật. Thì cái hiện trạng tài nguyên sinh vật nước ta là bị suy giảm. Mặc dù tổng diện tích rừng tăng lên nhưng mà tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng là chưa thể phục hồi. Có tới 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi. Chúng ta đến với cái biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng. Đầu tiên đó là nâng độ che phủ rừng từ 40 lên 45, 50% ở cái vùng núi dốc có thể đạt khoảng 70 đến 80%. Thứ hai đó là nhà nước quy định những nguyên tắc quản lý, sử dụng và phát triển đối với ba loại rừng cơ bản. Đó chính là rừng phòng hồ, rừng đặc dùng và rừng sản xuất. Cái biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng được triển khai đó là luật bảo vệ rừng. Thứ hai đó là giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho nhân dân. Thứ ba đó là trồng mới 5 triệu hectare rừng đến năm 2010 nhằm phục hồi lại cân bằng môi trường sinh thái của nước ta. Thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu về suy giảm đa dạng sinh học. Thì dưới cái tác động của con người đã làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên đồng thời làm nghèo tính đa dạng của sinh vật. Thứ hai đó là Nguồn tài nguyên thủy hải sản của nước ta bị suy giảm một cách rõ rệt và do chúng ta khai thác quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt đó là ô nhiễm môi trường nguồn nước. Chúng ta thực hiện các cái biện pháp đó là xây dựng và mở rộng cái hệ thống vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên để tăng cái sự đa dạng sinh học. Thứ hai chúng ta ban hành cái sách đỏ để chúng ta bảo vệ các cái nguồn gen quý và đặc biệt đó là quy định việc khai thác nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi đó là chúng ta cấm khai thác các loại gỗ quý săn bắt hoặc là dùng các cái chất nổ mang tính chất hủy diệt ảnh hưởng tới đa dạng sinh học chúng ta cùng đến với sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất thì trong phần này thì đất có rừng thì khoảng 12,7 triệu hecta đất nông nghiệp là 9,4 triệu hecta chiếm 28,4% cái khả năng mở rộng của đất nông nghiệp cũng rất là hạn chế đất chưa sử dụng thì chúng ta lại có 5,35 triệu hecta chủ yếu là đất đồi núi bị thoái hóa Cả nước chúng ta có 9,3 triệu hecta đất bị đe dọa hoang mạc hóa và chiếm 28%. Như vậy đây là một số cái hiện trạng về tài nguyên đất. Cho nên chúng ta phải có một số cái biện pháp cụ thể như sau. Đầu tiên là đối với vùng núi thì chúng ta phải áp dụng tổng hợp các biện pháp thủy lời, canh tắc ruộng bậc thang. Thứ hai là tăng cường về cải tạo đất hoang, cải tạo về đồi núi trọc, bảo vệ đất rừng và tổ chức đình canh đình cư. Quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng về diện tích đất nông nghiệp và phát triển mạnh về thâm canh, canh tác đi đôi với bảo vệ tài nguyên đất. À, chúng ta thực hiện cái việc chống bạc màu, chống ô nhiễm mặn và chống ô nhiễm đất. Về tài nguyên nước thì tình trạng ngập lụt, khô hạn theo mùa và vấn đề về ô nhiễm môi trường nước là hai vấn đề rất là quan trọng cần phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cân bằng và chống ô nhiễm. Về tài nguyên khoáng sản thì chúng ta thực hiện cái việc quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tránh lãng phí và làm ô nhiễm môi trường. Về tài nguyên du lịch thì chúng ta cần phải bảo tồn tôn tạo và phát triển du lịch sinh thái, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên khí hậu, tài nguyên biển. Chúng ta cũng đến nội dung tiếp theo đó là tìm hiểu về vấn đề môi trường. Ở đây chúng ta có hai vấn đề rất là quan trọng trong bảo vệ môi trường của nước ta, đó là mất cân bằng về sinh thái môi trường và thứ hai đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Mất cân bằng sinh thái được thể hiện sự gia tăng về các hiện tượng bão, lũ lụt, lụt hạn hán các hiện tượng biến đổi về thất thường về thời tiết và khí hậu. Còn về ô nhiễm môi trường thì thể hiện đó là môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất đang bị ô nhiễm. À, cho nên chúng ta cần phải sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, lâu bền và đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người. Chúng ta cùng đến với nội dung số 5, đó là một số cái thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng tránh. Ở đây thì chúng ta thể hiện về thiên tai như là bão, ngập lụt, lùa quét, hàn hán, một số thiên tai khác chúng ta tìm hiểu về ba nhóm nội dung. Thứ nhất đó là hoạt động, thứ hai là hậu quả và thứ ba là các cái biện pháp phòng chống. Và đầu tiên, chúng ta tìm hiểu đó là hiện tượng bão. Như vậy là trong trang khí hậu chung chúng ta có thể là khai thác được khá là nhiều thông tin liên quan đến hiện tượng bão. Đầu tiên, đó là mùa bão là từ tháng 6 cho tới tháng 11 và nó trầm dần từ bắc vào nam. Bão nhiều nhất là vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và tháng 8 và trong 3 tháng này thì tổng số Cơn bão là chiếm 80%. Mùa bão thì trầm dần từ bắc vào nam và trung bình như vậy là nước ta có khoảng là 8,8 cơn bão. Hậu quả của bão mang lại đó là là một cái thiên tai ảnh hưởng rất là lớn cho sản xuất và đời sống. Bão thường là có gió mạnh, mưa lớn, lượng mưa trung bình là khoảng 300 tới 400 mm, có khi là 500 đến 600 mm, gây sóng to, à, sóng cao và có khả năng lật úp tàu thuyền. Gió bão làm mực nước biển dâng cao tới 2 m và làm ảnh hưởng tới vùng ven biển có thể là bị nhập mặn. Bão lớn, gió giật mạnh làm tàn phá các công trình, nhà cửa, cầu cống, các cái cột điền vân vân. Như vậy, bão có ảnh hưởng rất là lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vậy thì chúng ta có những cái biện pháp gì để phòng chống tác hại của bão? Đầu tiên là chúng ta thực hiện cái công tác dự báo bão, thứ hai là chúng ta thực hiện sơ tán dân cư để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng về tài sản, ảnh hưởng về tính mạng con người. Thứ ba là chúng ta phải neo đầu tàu thuyền cẩn thận, an toàn để tránh tác động của sóng biển và gió lớn. Và thứ tư là chúng ta tăng cường xây dựng với đê biển đảm bảo an toàn vùng đê biển và đặc biệt là hạn chế cái sạt lở bờ biển. Chúng ta cùng đến với à, hiện tượng ngập lụt. Thì hiện tượng ngập lụt thì chúng ta tìm hiểu về hoạt động ở đồng bằng Châu Thổ-Sông Hồng, đây là vùng chiều ngập lụt nghiêm trọng nhất của đất nước, là do diện mưa bảo rồng, lũ tập trung, đất lại thấp, lại có đê bao bọc, mật độ xây dựng cao. Còn ở đồng bằng Sông Cửu Long thì nổi bật ở đây là do mưa lớn và do ảnh hưởng của triều cường, và đồng bằng ở đây cũng có độ cao thấp. Ở miền Trung thì nổi bật là vào tháng 9 và tháng 10 là do mưa lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về, thì đó là nguyên nhân của ba cái khu vực mà chịu tác động của ngập lụt. hậu quả thì ngập lụt thì ảnh hưởng tới vụ hè thu của hai cái đồng bằng, à, thể hiện cái sự thiệt hại trong sản xuất và sinh hoạt và đặc biệt là ảnh hưởng tới tắc nghẽn giao thông và vấn đề ô nhiễm môi trường. Chúng ta có các biện pháp phòng chống đó là xây dựng các công trình thoát lũ, các công trình về ngăn thủy triều để giảm thiểu cái hiện tượng ngập lụt ở các vùng đồng bằng. Chúng ta cùng đến với hiện tượng lũ quét. Ở trong phần này chúng ta sẽ xét ba cái nguyên nhân cơ bản, đó là địa hình núi cao bị chia cắt sâu, mặt đất thì dễ bị bóc mòn, thảm thực vật ít, lượng mưa thì lớn và tập trung trong nhiều giờ. Đây là ba cái nguyên nhân cơ bản tạo nên hiện tượng lũ quét. Về hoạt động thì xảy ra ở lưu vực sông suối của vùng núi có độ dốc lớn, cái lớp phủ thực vật bị mất và cái hiện tượng mưa nó kéo dài. Thứ hai, đây là cái thiên tai bất thường và gây hiệu quả rất là nghiêm trọng. Thứ ba đó là thầy ra, thấy ra ở khu vực miền Bắc là từ tháng 6 tới tháng 10. Còn ở miền Trung thì nổi bật là từ tháng 10 đến tháng 12. Về hậu quả thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới à, tài sản nhà cửa của nhân dân bị cuốn trôi. À, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của con người. Về biện pháp phòng chống, thứ nhất đó là chúng ta quy hoạch các khu dân cư tránh các cái vùng có thể bị ảnh hưởng của lũ quét. Thứ hai đó là chúng ta sử dụng đất đai một cách hợp lý. Thứ ba là chúng ta thực hiện cái việc à, công tác về thủy lợi trồng rừng kỹ thuật canh tác trên đất dốc chống xói mòn à, chúng ta thực hiện cái phong trào đó là trồng rừng và thứ hai đó là à, kỹ thuật canh tác trên vùng đất dốc để hạn chế cái ảnh hưởng của lũ quét chúng ta cùng đến với hiện tượng hạn hán thì hạn hán thì ở miền bắc thì mùa khô kéo dài từ 3 tới 4 tháng còn ở miền nam thì mùa khô khắc nghiệt hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì 4 đến 5 tháng, còn ở cực Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận với Bình Thuận thì kéo dài gay gắt hơn 6 đến 7 tháng. Hậu quả thì mùa khô kéo dài ảnh hưởng tới khả năng cháy rừng, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. Cái biện pháp phòng chống chủ yếu ở đây là chúng ta thực hiện các công trình thủy lợi hợp lý, thực hiện trồng các cái giống cây chịu hạn. Chúng ta cùng xét trên lãnh thổ của Việt Nam một số khu vực mà chịu hiện tượng hạn hán Thứ nhất đó là khu vực Tây Bắc thì địa hình ở đây khuất gió, lường mưa ít và mùa khô kéo dài 4 đến 5 tháng. Còn ở Tây Nguyên thì mùa khô kéo dài 4 năm tháng, lường nước bốc hơi ở đây nhiều. Ở khu vực phía Nam thì chúng ta cũng có mùa khô kéo dài 4 đến 5 tháng, à, lường nước bốc hơi ở đây nhiều. Và cuối cùng đó chính là ở vùng cực Nam Trung Bộ nổi bật như là Ninh thuận và Bình Thuần thì ở đây địa hình song song với hướng gió thổi, lường mưa rất là ít và mùa khô kéo dài rất là gay gắt. 6 đến 7 tháng. Một số thiên tai khác ví dụ như là đồng đất thì nổi bật nhất đó là ở Tây Bắc và thứ hai là ở vùng Nam Trung Bộ. À, các hiện tượng như là lốc, mưa đá, sương muối thì chúng ta thường gặp nhiều ở khu vực miền núi. Ở trong phần này thì chúng ta xét được rằng là lãnh thổ Việt Nam nằm ở cái nơi tiếp xúc của các cái mảng kiến tạo cho nên chúng ta cũng có khả năng diễn ra các vùng rung chuyển hoặc là cái đồng đất mà đặc biệt ở nước ta đó là ở khu vực Tây Bắc và nam trung bộ. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ sáu đó là chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trong phần này chúng ta sẽ có năm cái trụ cột chính để phát triển bền vững. Thứ nhất đó là duy trì về sinh thái và các quá trình sinh thái. Thứ hai là đảm bảo sự giàu có về nguồn gen quý. Thứ ba đó là đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Thứ tư là đảm bảo chất lượng về môi trường phù hợp với nhu cầu về đời sống. Và thứ năm đó là chúng ta ổn định về dân số, ngăn ngừa, kiểm soát và cải tạo về môi trường. Như vậy nếu chúng ta không ổn định về dân số mà để cho dân số tăng quá nhanh, bùng nổ dân số thì là tạo một gánh nặng rất là lớn tới việc khai thác tài nguyên và ảnh hưởng tới môi trường. Và thứ hai đó là chúng ta thực hiện cái việc ngăn ngừa, kiểm soát về chất lượng môi trường và chúng ta thực hiện cái việc cải tạo môi trường để cho cái môi trường và đời sống chúng ta ngày càng một tốt hơn và đảm bảo cho cái cuộc sống hiện tại và trong tương lai để đảm bảo và phát triển bền vững. Chúng ta cùng đến với một số bài tập rèn luyện về vấn đề tài nguyên môi trường và thiên tai. Câu thứ nhất đó là bão ở Việt Nam thường gây hậu quả nặng nề nhất ở khu vực nào? Như vậy là trên atlas địa lý Việt Nam chúng ta có thể trả lời được ngay đó là vùng ven biển miền Trung, đặc biệt là Bắc Trung Bộ là cái vùng chịu tác động của bão nặng nề nhất. Thứ hai, mùa bão ở nước ta là có đặc điểm như thế nào? mùa bão nước ta trầm dần từ bắc vào nam. Thứ ba, biện pháp phòng tránh bão hiệu quả nhất hiện nay, à, quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện công tác dự báo à, để chúng ta tránh cái ảnh hưởng của của cơn bão. Cho nên chúng ta chọn đáp án C. Câu số 4 mục tiêu ban hành sách đỏ của Việt Nam là à, như vậy sách đỏ thì chúng ta phải bảo vệ về nguồn gen. Cho nên chúng ta phải chọn đáp án B. Câu số 5 vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là vùng đồng bằng sông Hồng thì do nguyên nhân gì? Thì đồng bằng sông Hồng thì vùng này là có diện mưa bảo rồng, lũ tập trung lớn, mặt đất thấp, đặc biệt là có đê bao bọc, mật độ xây dựng cao cho nên khả năng thoát nước rất là kém. Ở vùng này là chiều tác động của ngập lụt nghiêm trọng nhất, chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta đến câu số 6. Để tránh xóa mòn đất ở vùng đồi núi chúng ta cần phải làm gì? Đối với câu này chúng ta phải lưu ý chúng ta phải áp dụng tổng thể các biện pháp về thủy lợi, canh tác nông và lâm nghiệp kết hợp như vậy chúng ta chọn đáp án B. Câu số 7, đồng bằng sông Cửu Long bị ngập lụt là do? Như vậy là sông Cửu Long là vùng này là chịu tác động của lượng mưa lớn, ảnh hưởng của thủy triều, địa hình của đồng bằng khá là thấp. À, cho nên đây là những cái nguyên nhân cơ bản làm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập lụt. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về chuyên đề thiên nhiên phân hóa đa dạng, tài nguyên môi trường thiên tai. Thầy có một số tóm tắt để tổng hóa lại kiến thức giúp các em nắm bài tốt hơn. Đầu tiên đó là thiên nhiên phân hóa theo chiều bắc nam, chúng ta sẽ có một cái bảng thông tin để phân biệt về đặc điểm giới hạn, khí hậu, cảnh quan và sinh vật của lãnh thổ phía bắc và lãnh thổ phía nam. Chúng ta có lát cắt phân hóa theo chiều đông tây vì tuyến 20 độ bắc phân hóa thành vùng đồi núi, vùng đồng bằng ven biển và vùng biển và thềm lục địa. À, chúng ta sẽ có mô hình về thiên nhiên phân hóa theo độ cao theo ba đai đó là nhiệt đới gió mùa cần nhiệt đới gió mùa trên núi, ôn đới gió mùa trên núi. Và các em cùng lưu ý các cái nguyên nhân để tạo nên sự phân hóa này. Cái thứ hai đó là vấn đề về tài nguyên môi trường thiên tai. À, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên khác. Vấn đề về bảo vệ môi trường, một số thiên tai và chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường. Ở trong phần này thầy chi tiết hóa cho các em tìm hiểu về các cái thiên tai như là bão, ngập lụt, lũ quét, hàn hán. Chúng ta tìm hiểu về hoạt động về hậu quả và các biện pháp phòng chống. Và cuối cùng đó là về phát triển bền vững, chúng ta sẽ có 5 cái trụ cột mà thầy đã hướng dẫn trong bài. Hy vọng rằng đối với bài này các em sẽ nắm tốt bài hơn và thực hiện tốt các bài học. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về chuyên đề thiên nhiên phân hóa đa dạng, đặc điểm về tài nguyên môi trường thiên tai. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân mến chào tất cả các em. Năm 2021, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời năm phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét điểm học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong ba tiêu chí, Thu hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi tuyển đầu vào cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển.